nghe nhạc lúc mình đến. Ai bật, ai là người bật? Xin chào các bác. Gì đấy? Mọi người ơi, hôm nay CH rất là ngạc nhiên bởi vì lên rất sớm đúng không ạ? Xin chào bác Minh Giang nhá, xin chào bác Diệu Liên. Xin chào bác Tí Đô nhá. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, cùng vào đây săn siêu phẩm nào. Toàn bộ ngày hôm nay cho từ sáng. Chiều cái màu này nó bị mặt nó tròn hả? Đúng không? Vâng. Sao thế nhỉ? Chị thấy giống hệt mày hồi mày chụp xem đấy. Chị thề luôn. Linh ơi, nhuộm màu tóc màu hồng mà. Mọi người ơi, Linh đang có ý định đi nhuộm tóc màu hồng, mọi người đồng ý không ạ? Livestream của tôi là thành thôi để kiện cáo rồi. Mọi người ơi, mọi người để lại thêm cú pháp là kiểm tra đơn hàng kèm theo số điện thoại nhá, để nhân viên Magicat sẽ check đơn của mọi người nhá. Áo khoác viền da hiện tại đã về hàng rồi, nhưng thực sự mọi người ơi, về gần 200 em nhưng mà đến đâu hết sạch đến đấy. Hôm nay live sớm mọi người ơi, nên là live sớm nên là có thể là mọi người không biết cái khung giờ live này của chị chat, nên là có thể là các bác vào xem hơi ít đi. Nên không sao. Ok mọi người ơi, ai kiểm tra đơn hàng comment cho Linh với cú pháp là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Linh lúc nào cũng nối tóc mọi người ạ, tóc của Linh rất là ngắn đây này, tóc của em đây này. Đó. Buộc kiểu tóc đây xấu quá. Mọi người ơi, Linh sẽ lên mã đầu tiên luôn nhá. Mã đầu tiên siêu hot này. Mã đầu tiên siêu hot, mã đầu tiên là mã Lilio J. Mọi người thấy quen không ạ? Quá quen rồi, nó siêu phẩm của nhà sĩ chat rồi. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. K1 là được sale từ 402 xuống còn 340 nhá. Mã này đã bị lỗi. Duy nhất xong cái live stream này thôi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, váy này nhá, váy này sale này từ 402 xuống gần 340 nhá. Free size, free size. Duy nhất tại livestream này nhá, free size mọi người, dưới 62kg vừa cho Linh mẫu này nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Linh để chốt cho khoảng 15 người đầu tiên thôi, không chốt nhiều nha mọi người ơi. Tớ kiểm tra đơn hàng. Mọi người ơi, bởi vì hàng của mọi người mới về được hôm qua hôm kia ấy, thì chắc là hôm nay hàng vẫn đang đi ý mọi người, nhất là những cái bác nào mà ở tỉnh ý ạ. K1 sale từ 420 còn 340 duy nhất cho 15 khách hàng đầu tiên đặt hàng ở trên livestream. Điều kiện để mọi người mua K1 với giá siêu 340 đó là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. K1 15 bác thôi ạ. K1 15 bác thôi nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nhá. Linh là cao 1m47. Linh là cao 1m60 nặng 47kg ạ. Ai lấy mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại nhá, chốt cho 15 người đầu tiên nhá. Sale từ 420 xuống còn 340 nha mọi người ơi. Mọi người ơi, ai muốn kiểm tra đơn hàng ít comment cho Linh là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Sorry mọi người nhá, bởi vì hàng về hơi chậm ý. Cực kỳ xinh luôn mã này, siêu phẩm này mà mọi người. Xuất sắc. Hở vai bên trái mọi người ơi, hở vai bên trái nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại nhá. Ok, em cảm ơn tất cả các bác nhá. Ok, em sẽ ghi nhận thông tin góp ý của bác Phương Trúc Diệp ạ. Đây nha mọi người ơi, K1 nhá, 1m5 mà không dài bác ơi. K1 nhá, free size cân nặng tối đa vừa mới đây là 62kg cho Linh nhất trễ vai nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment K1 kèm số điện thoại nhá, chốt cho đúng 15 người đầu tiên, không chốt nhiều nha mọi người. Không có màu trắng bác ơi. Không có màu trắng ạ. Mọi người rất là thông cảm cho nhà em đấy, bởi hiện tại là đang bị quá tải đơn hàng ấy và lượng hàng nợ thiếu rất là nhiều ấy, là các bác cố gắng thông cảm nhé, chắc là các bác chờ khoảng 2-3 hôm nữa là sẽ có hàng thôi.
Mẫu này có túi ở bên sườn mọi người nhá. Mọi người ơi, mẫu của Linh mặc là K1 nhá. Sale từ 420 xuống còn 340 tại cái livestream này nha mọi người. Mẫu này chưa bao giờ em sale từ cái giá là 340 cả. Nên là mọi người ơi, nếu mà ai thấy mẫu này mà được sale ạ thì mọi người chốt luôn ấy, đừng chần chừ gì cả. Bởi vì trong cái thời gian mà mọi người chần chừ ấy ạ thì nó cũng hết hàng mất rồi. Rất là xinh luôn. Đằng sau này mọi người ơi, giá ship của nhà Fisher C-Chat ạ thì sẽ là hỗ trợ cho mọi người nhé, toàn quốc chỉ 30k. Từ miền Nam và miền từ miền Bắc và miền Nam cũng chỉ 20k thôi, nên là mọi người không phải quan ngại về cái vấn đề là mua hàng ở xa thì ship lại cao đâu nhá. Mà là giá của nó chỉ 30k thôi mọi người ạ. Áo họa tiết rắn Linh đang nợ tùm lum mọi người ơi, không thể like được nữa. Bác Kim Jin Hua. Bác Kim Jin Hua. Bác comment cho Linh là K1 kèm sữa dại nhá. Sale quần 6, quần 6, sale quần 250 bác ơi. Mọi lần ship nhanh dã man. Bác ơi, tại vì kiểu đợt này nhà em đang bị quá tải đơn hàng ấy ạ. Nên là các bác thông cảm cho Linh nhá. Váy của Linh đang mặc là giá 420 nhá. 420 sale quần 340 duy nhất tại cái livestream này nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm điện thoại nhá. Mọi người mua tại hệ thống livestream ạ, tức là comment mã sản phẩm và điện thoại thì mới được sale nhá. Còn nếu mọi người chụp ảnh màn hình livestream gửi vào inbox trong thời gian đang livestream thì vẫn không được sale đâu ạ. Và mọi người hãy nhớ là chia sẻ 3 lần để được chốt hàng nhá. Mọi người hãy chia sẻ 3 lần để được chốt hàng nhá. Nếu mà chưa chia sẻ 3 lần ạ là hệ thống báo là lượt tương tác chưa đủ và các bạn sẽ không được chốt hàng đâu nha. Đây, thả dây ra cho mọi người xem nhá. Ai lấy mã này comment K1 kèm số điện thoại cho mọi người. Quên chia sẻ rồi. Mọi người ơi, mọi người đang quên chia sẻ cho C-Chat rồi ạ. Mọi người đang quên chia sẻ đấy ạ. Mọi người mua hàng mà không chia sẻ là đơn hàng sẽ không được chốt đâu nha mọi người ơi. Đây, bỏ đai ra này này mọi người ơi, rất là xinh luôn nhá. Mã này là K1 và giá của nó sale từ 420 xuống còn 340 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại sau đó thì đi chia sẻ livestream 3 lần cho Linh nhá. Và mọi người làm như vậy là đơn hàng của mọi người sẽ được hệ thống tự nhận ghi lại, chứ không cần phải đợi Linh đọc chốt đơn đâu ạ. Ok bác Kim. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ livestream cho Linh nhá. Màu đen rồi cô tấm mọi người nhá. Thực ra Linh nó cũng hiền, quan trọng là nhìn nó hiền hay không thôi. Áo sổ ngón của em đâu bị đỏ hàng tùm lum mọi người ơi. Váy của Linh đang mặc là giá 420 nhá, sale còn 340 tại cái livestream này nhá. Ai lấy mã này comment là K1 kèm số điện thoại sau đó chia sẻ livestream 3 lần là đơn hàng mọi người sẽ được tự động chốt nha. Em không có áo nào màu trắng bác ơi. Hôm nay Linh không có mẫu nào màu trắng luôn ý. Váy này dưới 62kg vừa cho Linh nha mọi người. Váy này dưới 62kg vừa nhá. Xinh luôn, ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm sợi thoại. Sao em được tóc đen thì mà em nó lại béo như thế nhở? Nên em à. Linh là 1m60 mọi người ơi. Không vừa bác Quỳnh Quỳnh ơi. Mọi người ơi, K1 thắt nai da rất là xinh luôn. Đai da nhà xinh nhất 150.000 nhá. Linh sẽ sâu lại dáng này trước khi sẽ qua mẫu đây mọi người ạ. Mọi người ơi, mẫu đầu tiên của Linh mặc là K1 nhá. Và giá của nó sale tại livestream là 340, giá niêm yết tại cửa hàng là 420k nhá. Cái váy này Linh đảm bảo mọi người nhá, chưa bao giờ nó sale xuống giá 340 cả. Nên là mọi người nếu mà ai mà thấy cái váy này đang sale ạ, mọi người xúc luôn cho Linh với mã sản phẩm là K1 kèm số điện thoại nhá. Mấy hôm nay là Linh lên toàn hàng hot sale với giá siêu rẻ cho các bác, nên là mấy cái livestream của mấy ngày hôm nay này thì mọi người đừng bao giờ bỏ lỡ nhá. Linh chỉ sale hàng hot với giá siêu rẻ thôi. Đai da nó rộng khoảng tầm 10 cm. Bề ngang của đai da khoảng tầm 10 cm nhá mọi người nhá. Cái đai da này nó rất là thần kỳ bởi vì sao ạ? Bởi vì nó sẽ khiến những cái có bóng eo chưa bao giờ có eo, à bóng bụng chưa bao giờ có eo toàn mỡ thành một cái bụng có eo nha các bác, bởi vì bản của nó là bản bo ấy thì nó sẽ thon eo rất là nhiều nhỉ. Mẫu da báo. Ok Linh, lát nữa Linh sẽ lên mẫu da báo nhá. Linh sẽ đứng đây 10 giây cuối cùng này, 10 giây cuối cùng để các bác chốt K1 nhá. Sau đó Linh sẽ qua mẫu nha mọi người ơi. Bắt đầu đếm ngược 10 giây nhá. Mẫu này là 420 này, sale còn 340 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại. Bắt đầu đếm ngược 10 giây nhá. Qua mã này không bao giờ lên lại đâu ạ. Nên là mọi người ơi,
Mọi người đều mất thích thì chốt luôn nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, không có kèm đai ạ. 3, 2, 1, ok liên qua mã nha. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là điều kiện để được mua hàng với giá tương tác ở trên livestream là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần. Vì thế những ai chưa chia sẻ thì hãy ra ngoài chia sẻ. Sau đấy thì vào đây săn cái mẫu lọ của mình ưng thì mọi người chuẩn bị sẵn cú pháp nhá. Đai ra là 150.000 mọi người nhá. Quần mặc quần. Mọi người ơi, bây giờ thì Linh sẽ lên một siêu phẩm mang tên K2 nhá. Ra báo mọi người ạ, ra biêu. Bạn Trần thì hay ngay bạn vui lòng inbox lại cho bên mình nhá. Chưa thấy thực dạng là tất cả những trường hợp mà khách hàng có phản hồi, bạn vui lòng inbox cho bên mình nhá. Cái mẫu này thực sự là chưa, không biết là bạn đã nhận sản phẩm gì rồi ạ. Nếu trường hợp của bạn Trần thì hạnh, bạn vui lòng chụp ảnh sản phẩm và gửi vào inbox cho bên mình nhá. Nina Nguyễn kìa, chuyên trách kìa. Các bác ơi, bác để lại thêm cho em cú pháp là kiểm tra đơn hàng, kiểm số điện thoại nhá. K1 là 340, bác Ren Vũ ơi. Bác Lê Nga ơi, đai hiện tại nhà mình có duy nhất một bản đai duy nhất. Đó là cái bản bán từ đầu mùa đến giờ mọi người ạ. Và chưa một khách nào phản hồi về chất liệu đai của nhà Xichat cả. Mọi người ơi, đơn dồn 2 hôm thì nếu như đơn chưa đi thì mới dồn được, còn nếu mà đơn đã đi rồi thì không có dồn được mọi người nhá. Ok, Linh lên mã siêu hot này mọi người ơi. Cái mã này thì bằng rất là nhiều kiểu nhá mọi người này. Đầu tiên là mọi người cài hết quy vào ấy thì nó sẽ là như này đây. Siêu hot mọi người ạ, đây là K2 nhá. Đủ size ML, đủ size ML nhá. Và giá của nó là 220 tại livestream nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Có đồ 70kg mọi người ơi. Mọi người hiện tại thì là hệ thống inbox đang bị quá tải nên mọi người cố gắng đợi đến 9 giờ ngày mai nữa thì inbox của mọi người sẽ dẹp hết nha. Vâng. K2 là 220 nha mọi người. Sale từ 380k xuống còn 220 nhá. Tại cái livestream này thôi nên là nếu mà bác nào ưng rồi thì comment luôn cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Comment. Em cảm ơn mọi người nha. Còn váy một bên tay ngắn, một bên tay dài xẻ không? Linh cũng không biết là mã nào nữa mọi người ạ. Đấy, khách bảo không có Trần Hạnh mua mẫu nào. Bác Trần Hạnh này mình còn thấy là lạ cơ ấy. Bác Trần Hạnh ơi, bác inbox lại cho em nhá. Bác inbox lại cho em sản phẩm của bác, của Xichat kèm với cả logo Xichat ở cổ nha. Không có logo của Xichat ở cổ là không được tính là hàng của Xichat đâu nha mọi người ơi. Mà em luôn luôn cho kiểm tra hàng trước khi nhận hàng mà sao bây giờ các bác lại lên đây kiện cáo thì bác ấy bảo gì ạ? Em cũng chưa bảo là chất xấu. Chất xấu á? Chất xấu sao bác không nhận luôn lúc đấy? Đây nha mọi người, đây là K2 nhá. Đây là kiểu mặc thứ hai này. Kiểu mặc thứ nhất là chúng ta buông tả bên này nhá. Kiểu mặc thứ hai này rất là xinh luôn. Kiểu mặc thứ ba là gì ạ? Đây nhá, kiểu mặc thứ ba này. Các bác cho cái khuy này lên đây nhá. Rất là xinh này. Với cả cái áo này kết hợp với đai dài siêu phẩm luôn. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Đây nha mọi người, đây là K2 nhá. K2 sale tại livestream với giá 220 này. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nhá. Thân đai dài cho các bác xem nha. Siêu xinh luôn mọi người ơi. Lấy mã này thì không bao giờ là lỗ luôn. Vâng ạ, Linh nhuộm tóc đen bởi thực ra là Linh rất là thích cái màu thời trang kia đúng không ạ? Kiểu là tẩy ấy, tạo hóc tóc hỏng quá mọi người nên là phải chuyển qua màu đen thôi. Nhưng mà Linh cũng định đi nhuộm màu khác, nhuộm màu nâu. Chưa nhuộm. Ok mọi người comment K2 kèm số điện thoại nhá. Mẫu này thì mọi người comment nhanh nhá bởi vì chốt khoảng 2-3 phút là hết hàng rồi nên mọi người comment nhanh nhá. Mẫu Malacan mặc hả? Ok, lát nữa Linh sẽ lên mẫu Malacan mặc này. Đây nè mọi người, đây là K2 nhá và đây là kiểu mặc thứ ba. Bây giờ Linh sẽ thắt cái đây, cài cái đây ra đây rồi thắt đây vào cho mọi người xem nhá. Ai lấy K2 comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại ạ. K2 là có đủ size
size ML nhá. Cân nặng tối đa vừa size L của Linh là 67-68kg vẫn vừa nha mọi người ơi. Ai lấy K2 comment K2, ai lấy K2 cộng Daisa kèm comment là Daisa. K2 cộng Daisa kèm số điện thoại nhá. Ok mọi người, ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Thì mai các anh chị ở bộ phận telesale gọi điện cho mọi người để kiểm tra đơn hàng nhá. Ok mọi người, có thể chốt size vào ngày mai nhá. Chốt size vào ngày mai nhá. Còn bây giờ thì mọi người chỉ comment cho Linh K2 kèm số điện thoại thôi nha mọi người ơi. Cái mẫu này, rồi mẫu này nhà em kiểu như kiểu bom tấn ý. Bao nhiêu hôm mọi người vẫn săn đón mẫu này. Mọi người ơi, áo này sale còn 220 nhá. Sale còn 220 tại livestream còn giá niêm yết của nó là 380 nhá mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kẻ dưới này. Em Linh đang buồn cười quá. Linh cứ nhảy nhảy ấy, kiểu như kiểu đơn của mình ấy. Nhún cái là lên, nhún cái là lên. Shop lên mẫu vải đen dài qua gối đi. Lát nữa Linh sẽ lên đây qua đằng sau này. Lát nữa Linh sẽ lên cái mẫu mùa đông cho các bác ở Hà Nội nhá, các bác ở miền Bắc nhá. Thích lên để tóc màu vàng cơ. Ok mấy hôm nữa Linh sẽ nhìn rồi tóc màu vàng nhá. Chào bác Linh nhá. Mọi người, mọi người quên mất không nhá. Là mọi người hãy lưu ý là mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá. Thế thì hệ thống mới chốt được đơn của mọi người ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em bán giá tương tác ở trên livestream ạ. Hệ thống thì phải tự chốt đơn ý. Chốt đơn bằng cách nào ạ? Chốt đơn bằng comment của mọi người và lượt tương tác của mọi người nhá. Như thế nào là đủ tương tác để chốt đơn ạ? Là 3 lần chia sẻ cho mọi người. Nếu mà không đủ 3 lần hệ thống sẽ ghi nhận là chưa đủ tương tác và chưa được mua hàng với giá tương tác nhá. Mà hàng trên livestream Linh toàn bán với giá tương tác, giá rất là rẻ thôi, nên là mọi người nhớ là phải tương tác với bếp để mua với giá tương tác nha mọi người. Mọi người, đây là chất lụa Hàn nhá. Đây là chất lụa Hàn cực đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái mẫu da báo này em đảm bảo luôn là có mỗi nhà Sichuan có thôi, chưa có ở đâu có trên thị trường cả. Nếu mà có ấy ạ, chỉ có thể là hàng nhái thôi mọi người ơi. Bởi vì cái mẫu này thì Linh mới ra được khoảng bao nhiêu nhỉ? Chưa được một tuần mọi người ạ. Nếu mà có ấy thì nhái nhanh quá thì em không biết. Mã K2 để sale gần 220 mọi người, Linh sẽ ghi bình luận của bác Thu nhá. Đấy, kiện cáo, ôi chết rồi, nhầm. Kiện cáo bác vào nick Thu Bùi kiện cáo luôn nha mọi người. Trời ơi, mọi người bảo Linh nhìn thắm. Đây nha mọi người ơi, ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. K2 mọi người ơi, K2 nhá. Em cảm ơn bác Xuân Giang nhá. Trời ơi, vừa lại có một người chê đồ của nhà sĩ nhá, rất xấu. Mà em luôn luôn bảo với các bác là, em cũng không biết đấy là ai, nó nhìn rất là lạ. Mà em luôn luôn bảo các bác là nhớ là kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, nếu mà chất xấu thì không nhận luôn cho em. Và chỉ nhận đồ từ những số hotline của nhà Sichuan và phải có tem mác của Sichuan ở trên cổ nha mọi người. Buy Sichuan đi. Đây, đấy không? Thấy không ạ? Trời ơi các bác ơi. Không biết lại về mái tóc của Linh nữa nhá. Linh là xài cái màu mắt luôn luôn là có nhũ ạ. Ở dưới là màu nâu, còn ở trên là màu nâu, nhưng mà màu nâu sáng hơn. Trên là màu bạc ý. Ok mọi người ơi, comment K2 kèm số điện thoại nhá. Đây là K2 này. Em cảm ơn bác Trang Linh nha. Kasamita, yêu bác nhiều. Rất là xinh luôn mọi người. Ai lấy mẫu này comment là K2 kèm số điện thoại nhá. Bác nào mà mua đồ của nhà xích chắc rồi nhớ feedback lại cho em nhá. Nhớ feedback lại cho em nhé, bởi vì tự nhiên vừa lấy có một cái phản hồi nó rất là ấy mà. Tại trên livestream này mà phản hồi kiểu rất là quá đáng ấy. Nên là cũng không biết là như nào nữa. Thực ra là nếu mà kiểu không hài lòng về chất lượng hàng có thể inbox cho em giả lại được rồi, chứ không cần phải lên đây gắt như thế đâu ạ. Mẫu mắt của em cũng không nhớ là của hãng nào nữa bác ạ. Về em sẽ chụp ảnh cho mọi người, nếu mọi người lên Facebook của Linh, inbox cho Linh hỏi nhá. Nói chung là mỗi người một mắt mọi người ạ. Nói chung là nhiều người bảo là Linh tóc đen xinh hơn ấy, nhưng mà nhiều người vẫn thích tóc vàng hơn. Thực ra là bởi vì mái tóc vàng ấy ạ, Linh để từ cái lúc đầu mới gặp mọi người ấy là màu nâu khói, là Linh để từ lúc mới đầu gặp mọi người đến tận bây giờ mà vẫn đen xì. Thì có thể là mọi người chưa quen mắt ấy,
Nhưng mà thôi không sao, nhìn điều vẫn sẽ quen, vẫn là Linh đáng yêu. Đây nha mọi người ơi. Trời ơi mọi người ơi. Thôi nào please. Đây nha mọi người. Mọi người ơi, Linh bắt đầu sâu kiểu mặc nhá. Đây là K2 này. Đây là K2 nhá. Và giá của nó là 220. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nha mọi người. Ôi, bác sao Linh ơi không phải quên mất rồi, chắc là hàng đấy chưa có về. Thế ạ? Hoặc là đấy chưa đến tay bác. Đây nhá, Linh bắt đầu sâu giá này, đây là K2 nhá. Giá của nó là 220 tại livestream. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nhá. Ai mà không thích mua với giá niêm yết thì có thể mua qua cửa hàng. À, ai mà không thích mua với giá sale có thể qua cửa hàng. Mua với giá 380, đấy là cho những người nhiều tiền quá không biết làm gì ạ. Đây nha mọi người, đầm có ba cách có ba cách mặc nhá, một kiểu thả suông này, một kiểu là cài là vào đây này. Nói chung là các bác thích kiểu nào thì có thể cài sang cái kiểu đấy. Khi mà các bác cài ấy, thì nó sẽ kiểu từng cái kiểu mặc nó không liên quan đến nhau nha mọi người ơi. Đây là K2 nhá. Ai lấy comment K2 kèm điện thoại nha mọi người. Đây nhá. Đây, các bác hãy để như này này. Để nó tạo ra thành một cái lớp đổ đổ ấy. Rất là đáng yêu luôn. Đây mọi người ơi. Ok bác Quỳnh Trang ơi, ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Không kèm beo bác ơi. Bác Mai một mẫu ơi, bác comment cho Linh K2 kèm số điện thoại nhá. Mọi người đây là K2 nhá, giá sale tại livestream rất là rẻ, chỉ còn 220 thôi mà giá niêm yết tại cửa hàng là 380 lận. Như vậy là trên livestream em bán giá tương tác rất là nhiều cho các bác đúng không ạ? Ai lấy mã này comment K2 kèm số điện thoại nhá, cực kỳ xinh luôn này. Đai da của nhà Linh là 150k và nó không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào của nhà Sisat nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment là K2 kèm số điện thoại. Ai lấy K2 cộng đai da comment cho Linh đai da cộng đai da kèm số điện thoại nhá. Bác Han Hi bác hỏi gì về ạ? À bác cho đơn rồi, ok rồi nha mọi người. Mọi người chỉ cần comment cho Linh theo cú pháp mã sản phẩm kèm số điện thoại sau đấy đi chia sẻ 3 lần cho Linh nhá là mọi người sẽ được lập tức chốt đơn bằng giá tương tác nha mọi người. 57kg vừa thoải mái, Linh có đủ size SML nha mọi người ơi. Có đủ size SML nữa, cân nặng tối đa vừa size L của Linh là 67-68 cân cơ, đừng nói gì là 52 cân ạ. Đây bác ơi, đai da đeo như thế nào thế bạn? Đây mọi người ơi, đai da này, lưu ý về cái cách thắt đai nhá. Đây này các bác quấn như này nhá. Đây nha, thấy không ạ? Cầm cái đai này. Các bác lưu ý khi buộc đai này, các bác để như này nhá. Để bắt chéo nhau như này, đẩy cái tả ngoài vào trong thít lại. Như vậy thì cái đai của bác ấy ạ, sau khi mà đợi Linh chỉnh ạ, cái đai của các bác ấy ạ, khi mà buộc theo cái kiểu này này thì khi mà các bác thắt đai rồi thì đai da mà nó vẫn không bị nhăn nhiều, còn nó không bị quá dù, nó vẫn phẳng đúng không ạ? Nó vẫn phẳng rất là xinh luôn. Và làm sao nữa ạ, và không bao giờ bị tụt nhá. Đây kéo đây, kéo như nào không tụt luôn nha mọi người ơi. Em có thấy comment của bác Milomi nhá. Đây là K2 nha mọi người, đây là K2 nhá. Và ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn. Chia sẻ đâu cũng được nha mọi người, miễn là đủ 3 lần cho Linh nhá. Mọi người comment thật nhanh nhá, K2 kèm số điện thoại. Linh lại đứng đây 1 phút cuối cùng để mọi người chốt mã K2 này nhá. Mã K2 này hôm nào lên cũng... Bác thua rồi, bác không, em không đủ ý, bác ra những cái mẫu như này đâu nhá. Mọi người ơi, ai à, bác Vũ Minh Anh, em chào bác ạ. Đơn hàng của bác thì đây thì nó Linh sẽ kiểm tra luôn đó, bởi vì đơn hàng của bác là trong nội thành đúng không ạ? Mà đặt từ hôm kia rồi sau nay vẫn chưa nhận được ạ? Không, còn bác ấy đặt đây mà. K2 sale từ 380k còn 220 nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Giá là 220 mọi người ơi, đây là mẫu 220 nhá. Size S đó, size S thì khoảng 47kg vừa, dưới 52kg vừa size S nha mọi người. Mọi người ơi, Linh sẽ không đọc tên chốt cho một ai cả. Linh luôn luôn nhắc mọi người là mọi người comment cho Linh theo cú pháp mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ cho em 3 lần thì đơn của mọi người ngay lập tức sẽ được chốt nhá. Còn em sẽ không đọc chốt ai cả, bởi vì sao ạ? Bởi vì Linh đọc chốt, người đọc người không thì mọi người sẽ không biết là đơn hàng của mình đã chốt hay chưa. Nên là Linh sẽ không đọc luôn nha mọi người. Mọi người chỉ cần để lại cho Linh mã sản phẩm và số điện thoại thì đơn hàng của mọi người sẽ chốt ngay lập tức sau khi đã chia sẻ 3 lần nhá. Mọi người ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh theo cú pháp kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá.
Pathway thực sự là con nợ lớn nhất Hà Nội rồi đấy ạ. À, hôm nay không có áo da rắn mọi người à, da rắn hết hàng rồi. Áo vạt liền về chưa? Áo vạt... mọi người ơi, áo viền da thì hiện tại cũng đã về rồi, thì bên mình vẫn đang ưu tiên trả đơn dần mọi người nhá. Sao sao em đọc cái gì mà thành áo vạt liền vậy? Em tại em đọc sai á, em không hiểu á. Mọi người ơi, áo đấy thì bên mình cũng có đang trả hàng dần rồi nên là chưa có dám lên livestream. Tinh mặt xe ép mọi người ơi. Nào mọi người ơi, một phút cuối cùng để chốt nhá. Nào bắt đầu đếm ngược nào. 60 này, 59 này, 58 này, 57 này, qua mỗi lần sẽ không lên lại đâu nha mọi người ơi. Em kia chốt 57 này, chốt 10 chiếc. 56 này, 55 này. Mọi người ơi, tất cả những đơn hàng mà đã được nhân viên của nhà CS gọi điện chốt đơn với mọi người rồi thì chắc chắn là hàng về thì bên mình sẽ gửi cho mọi người nhá. Bởi vì là do cái lịch hàng nó về nó bị chậm, nó bị delay so với kế hoạch sản xuất nên là hơi chậm một xíu. Nên là rất mong các bác sẽ thông cảm cho CS nha. K2 60 cân, K2 đủ size, 65 cân vẫn vừa. Bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng nha mọi người ơi. Đây là K2 với giá của nó sale từ 380 còn 220 tại livestream này nhá. Ai lấy mã này comment K2 kèm số điện thoại. Bắt đầu 30 giây cuối cùng này. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này, 22 này, 21 này. Mọi người ơi, mọi người hãy comment cho link của bác kiểm tra đây nào, kèm số điện thoại nha. Bác Lê lém lỉnh ơi, nếu mà được gọi chốt đơn là chắc chắn là sẽ có áo bác nhá. Bây giờ lên chuẩn bị sang K3 mọi người nhá. K3 là một siêu phẩm giá 199 á. Đây nha, đeo đai da các bác xem mô máu lần cuối khi mà kết hợp với đai da này. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng nhá. 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi, 10 giây cuối cùng nhá. Bắt đầu đếm ngược 10 giây này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bác Trần Hạnh ơi, comment đúng cú pháp giúp mình là K2 kèm số điện thoại nhá. Hiện tại thì CS đã chốt đơn bằng hệ thống phần mềm mọi người ạ. Hệ thống phần mềm chỉ cần mọi người comment đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại chỉ cần một lần thôi. Và đã chia sẻ rồi thì danh sách đặt hàng sẽ xuất hiện trên cái danh sách của nhà CS mọi người nhá. Mọi người nhớ là hãy chia sẻ cái livestream mọi người ạ. Nếu như mọi người không chia sẻ thì sẽ không có đơn ở trên hệ thống đâu ạ. Thực ra là đây sao rất là cách sắt các bác ạ. Đây là một ví dụ này. Ok mọi người nhé, giờ Linh sẽ qua mẫu. Bác Hà Zini ơi, mọi người lưu ý là tất cả những đơn hàng đã được gọi chốt đơn rồi là chắc chắn sẽ có hàng mọi người nhá. Đã được gọi chốt đơn là chắc chắn sẽ có hàng. Ok mọi người ơi, khi mà livestream đang diễn ra thì mọi người vẫn được chốt đơn bình thường nhá. Điều kiện để mọi người tham gia cái chương trình mua hàng với giá tri ân là mọi người hãy tương tác bằng cách chia sẻ cái livestream này 3 lần vào bất kỳ đâu, có thể lên trang cá nhân hoặc lên các hội nhóm bất kỳ mọi người nhá. Em có thấy chị Nana chị ơi. À Hà Zine ơi, chưa gọi mà chốt đơn trên inbox thì cũng vẫn được nhá. Mẫu ở trên kênh là mẫu áo ngày hôm qua đó Hoàng Linh ơi. Có thấy bác Cao Thanh Quý mọi người ơi, mọi người chấm tương tác để em nhìn thấy mọi người được không ạ? Chốt đơn nhóc chanh tây rồi ạ. Mọi người ơi, K3 chỉ có đúng 15 chiếc thôi mọi người nhá. 15 chiếc với giá trên livestream ngày hôm nay là 199k. À đây 199k nha mọi người ơi, còn 15 cái thôi. Ai lấy mã này comment cho link theo sản mã sản phẩm là K3 kèm số điện thoại nhá. Qua 15 người thì đóng order luôn nhá, bởi vì hết hàng rồi mọi người ạ. Đây là K3 nha mọi người. Bác ơi, bác Trần Hạnh ơi, áo báo của Linh là 3220 sale tại livestream và đai da là 150 nữa bác. Cả nhà ơi chia sẻ đúng không mọi người, không chia sẻ là không được chốt đơn đâu nha mọi người. Mọi người hôm nay quên chia sẻ đấy, mọi người lưu ý là không chia sẻ không được chốt đơn đâu mọi người ạ. Nếu mà mọi người không chia sẻ mọi người đừng bảo em là kiểm tra đơn hàng cho bác đi, bởi vì thực ra là bác không có đơn hàng gì để em kiểm tra cả. Mạng yếu đấy. Bác Nguyễn Trang ơi, để bác chia sẻ rồi thì bác đã có đơn nhá. K3 15 bác thôi mọi người, free size nhá. Mẫu này dưới 68kg á. Free size dưới 68kg mọi người nhá. Hoặc là bác nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em là được cơ sở cũng được ạ. Xếp chị ra báo, chị Trần Hạnh ơi, K2 em chốt chị rồi nhá. Free size
xinh luôn nha mọi người ơi. Đây là K3 nhá, giá của nó là 199k sale tại livestream. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nhá. Các bác nào thích mẫu này comment cho link theo của Pháp là K3 kèm số điện thoại nhá. Cực kỳ xinh luôn ý, em ơi mẫu này đẹp lắm anh, nhìn kiểu chảnh chảnh ý. Trời ơi đẹp quá. Mọi người ơi, comment nhanh nhá. 8 người cuối cùng nha mọi người. 8 người cuối cùng chốt K3. K3 sale từ 380 còn 199k tại livestream ngày hôm nay nha mọi người. Còn 15 mẫu nhá. Bây giờ ok đã 10 người chốt rồi nha, 5 người cuối cùng nhá. Không, quần của Linh mặc là quần của Linh đấy, không bán đâu. Mọi người ơi, Linh lúc nào cũng hiền mà, quan trọng là nhìn mặt có hiền hay không thôi. Ok, em cảm ơn bác của Neil đã chốt K2 cho bác ạ. Mọi người ơi, K3 kèm số điện thoại nhá. Mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lần cho Linh thì đơn hàng của mọi người mới được chốt nhá. Mọi người ơi, áo này này sale từ 380 còn 199k tại livestream nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nha mọi người. K3 199k mọi người ơi. Mọi người lưu ý là những ai mà đã chia sẻ rồi ấy thì hãy comment là đã chia sẻ mọi người nhá, để xin chắc có thể kiểm tra là đơn của mọi hệ thống đã có chưa. Còn nếu những khách hàng nào chưa chia sẻ thì không dám chắc là đơn của mọi người sẽ có ở trên hệ thống đâu ạ. Váy sơ mi sa báo là mã K2 sale còn 220k nha bác ơi. K2 sale còn 220k. Và mẫu đang mặc là mẫu K3 sale còn 199k. Có thấy bác Thu Lam, có thấy bác Ti Ti nhá. Bác ơi đẹp quá thì em sẽ lấy cái này về. Ôi, có ai nhắn tin vậy? Ôi. Mọi người comment nhanh nhá, K3 kiểm số điện thoại này. Một phút cuối cùng cho mọi người chốt K3 nhá. Hôm nay lượt tương tác rất là kém luôn mọi người ơi. Bây giờ mới có 438 lượt chia sẻ. Ôi, bây giờ mới có 438 lượt chia sẻ. Tức là mới có bao nhiêu đơn được chốt nhỉ? 600 bác đang xem, mỗi bác chỉ cần một lượt chia sẻ đã có 600 lượt chia sẻ rồi. Như vậy là ở đây có rất nhiều bác chưa được chia sẻ đâu ạ. 400 lượt chia sẻ là mới có hơn 100 bác được chốt đơn thôi mọi người ạ. Mới có hơn 100 sản phẩm được chốt thôi nha mọi người lưu ý nhá. Mà từ đến giờ mọi người đặt rất là nhiều rồi ạ. Thì có nghĩa là các bác đang đặt hàng nhưng mà các bác chưa tự chốt hàng cho mình ấy ạ. Bằng 3 lần chia sẻ nha mọi người hãy nhớ nhá, bởi vì em đây ạ, chốt đơn hoàn toàn bằng hệ thống nhá, không chốt đơn thủ công nữa ạ. Bỏ qua chuyên mục chốt đơn thủ công rồi, đây là mỗi lượt mua hàng của mọi người đều phải tương tác cho Linh với 3 lần chia sẻ thì hệ thống sẽ ghi nhận lại là khách hàng đã tương tác và sẽ được mua với giá tương tác nhá. Mọi người phải nhớ nha. 3 chia sẻ 3 lần. Nhá. Mã đang mặc là mã K3 nhá. Mã đang mặc là K3 mọi người ơi. Chia sẻ 3 lần chia sẻ bất kỳ đâu cũng được cho Linh nhá mọi người. Mã đang mặc là K3 nhá. Và giá của sản phẩm là 199k sale tại livestream. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nhá. Vừa có một tiên thần trong hình hài ác quỷ vừa lướt qua mọi người ạ. Không có sai mọi người, free size nhá, 68kg vẫn vừa cho Linh nhá. Đây là 47kg nha mọi người ơi. Cái mẫu này mặc rất là xinh luôn ý. Ôi đẹp quá. Áo này là 199k mọi người ơi, sale từ 380 còn 199 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp K3 kèm số điện thoại nhá. Ok, dồn đơn cho bác này. Em có thấy bác Minh Minh nhá. Rất là xinh luôn. Eo ơi, mặc áo này mà chụp ảnh bết chảnh luôn đi các bác ạ. Em thích mấy cái áo phong rộng rộng như này lắm, nhìn kiểu đáng yêu ấy. Mai đổi thay một tóc đi. Mai, mọi người có đồng ý cho Linh nhuộm màu tóc màu hồng không ạ? Thì Mai sẽ đi nhuộm tóc hồng luôn. Bạn làm tóc ở đâu mà mượt vậy? Đố biết. Không ạ. Mọi người ơi, Linh chỉ bán áo thôi ạ. Mọi người, áo của Linh là 199k nhá, sale tại livestream nha mọi người. Không ở đâu có bán áo này với giá 199k đâu mọi người. Mọi người mua ở đâu bết nhất cũng phải là 320. Không ở đâu bán với giá là 199k luôn, chỉ có Nasty Chat thôi. Mà giá này không phải là giá niêm yết của nhà em, mà giá nhà em là 380k nhá. Mà sale tại livestream chỉ còn 199k nhá. Sale gần nửa giá luôn nha mọi người. Đừng bỏ lỡ qua cơ hội mua cái áo này với giá 199 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại. Sắp mùa thu đông của mọi người, mặc sơ mi là cực kỳ hợp lý luôn nhá.
luôn. K2 mình vẫn đang chốt cho mọi người nhé mọi người. Kiểm tra lại được chia sẻ là mọi người ơi, mọi người nhớ nhá, 600 người đang xem mà mỗi người chỉ là cần 3 lượt chia sẻ thì nó phải lên là 1.800 lượt chia sẻ. Mà hiện tại thì xem mới có 450 lượt chia sẻ thôi. Như vậy là sẽ có những khách hàng không được chốt đơn hàng đâu mọi người ạ. Mọi người lưu ý là với tất cả các sản phẩm được mua với giá tương tác thì mọi người đừng quên tiếc nhau 3 phím chia sẻ mọi người nhá. Đây là K3 mọi người. 65kg vừa thoải mái cho Linh nhá. Mẫu này 68kg vẫn vừa bác ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại. Bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này. Con của em đó bác, bạn ấy xinh không? 65kg vừa ạ. 65kg vừa ạ. 65kg vừa thoải mái cho Linh nhá. Mọi người ơi, bắt đầu chốt còn 20 giây nữa mọi người ạ. Chốt liên tục đi ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì qua mẫu này Linh sẽ không bao giờ lên lại nữa. Và khi mà Linh qua mẫu Linh sẽ báo hết hàng luôn nhá. Ok, 20 này, 19 này, 18 này, 17 này, 16 này, 15 này, 14 này, 13 này, 12 này, 11 này, 10, 9. À mọi người ơi, từ từ. Bây giờ chương trình vote để bác Thu nhập đôi này về bán nha mọi người. Có ai thích đôi của Linh đang đi không ạ? Thì mọi người hãy chấm một chấm nhá. Mọi người hãy chấm một chấm để bác Thu, nếu mà thấy có nhiều người ủng hộ thì bác sẽ lấy về bán. Nó có cả đôi cam đây này. Nếu mọi người ủng hộ cả hai thì mọi người hãy chấm nhá. Chấm đi mọi người. Linh đang bảo bác Thu nhập mẫu này về để bán đi mà bác Thu không nhập. Ok mọi người ơi, bây giờ thì Linh sẽ qua một siêu phẩm mang tên K4 nhá. Hôm nay thực sự để mà nói là tất cả những cái livestream trong rất là gần đây thì những khách hàng nào đã không xem hoặc là đã xem rồi mà bỏ lỡ mà lại ngừng xem ở giữa chừng thực sự là rất là đáng tiếc luôn mọi người ạ. Mọi người yên tâm, nếu như mọi người thích quần như của Linh thì sẽ về quần như của Linh nhá. Sẽ về. Thực ra thì không quan trọng là mình làm được cái gì, nhưng quan trọng là khách thích thì mình sẽ cố để làm. Ok chưa? Mọi người ơi, quần này của Linh mua rất là đắt, nhưng mà nếu mà nhà si chát mà làm lại mẫu này bán cho mọi người giá rất là rẻ luôn. Mọi người bác thấy quần em được khen nhiều không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi nhớ nhá, em sẽ chất lượng chia sẻ của mọi người đây. Hiện tại thì 700 người đang xem và số lượt chia sẻ là 592. Như vậy là mỗi người vẫn chưa dành tặng nhất tối thiểu một lần chia sẻ mọi người ạ. Có rất nhiều khách hàng muốn mua hàng với giá tương tác nhưng lại tiếc nhau phím chia sẻ. Thực sự như thế là quá đáng với nhau đúng không ạ? Mình được mua được hàng đẹp, mình mua được giá yêu thương thì tại sao mình không chia sẻ ủng hộ nhau đi ạ? Bác thấy không? Các bác chấm điên nào. Thế đấy mà không nhập về được rồi. Ok ok. Em chốt đơn cho các bác rồi mọi người ơi. Chỉ cần thực hiện đúng cú pháp là đã chia sẻ 3 lần và quay vào đây comment chỉ cần búng 1 lần mọi người nhá. Khi mọi người đã chia sẻ đủ 3 lần rồi thì chắc chắn là đơn hàng của mọi người. Khi mọi người comment theo cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại thì đơn hàng này sẽ xuất hiện trên hệ thống mọi người nhá. Ok, Linh sẽ qua mẫu đây ạ. Áo này là K3 199k mọi người ơi. K3 199k. À, quên mất, mẫu này mọi người có thể kháo khuy tay để buộc vào nhau cũng được, nhìn nó rất là xinh. Đấy, màu xanh này Hương Vu ơi, màu hình như còn 1-2 chiếc ở trong kho á. Nếu bạn lấy thì bạn lấy là K3 màu xanh cho mình nhá. Thì mình sẽ hiểu là K3 màu xanh. Áo này là K3 199k. Điều kiện để mua hàng là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. Ôi bác Yến Nhung ơi, lâu lắm rồi thì bác vào livestream của Sichat. Bác Yến Nhung là theo dõi Sichat từ những ngày mà bạn đang có biến luôn á. Mọi người Linh qua mãi nhá. Thực sự thì những mẫu này ở trên thị trường giá nó dao động khoảng tầm 300 đến 320 mọi người ạ. À. Nhưng mà thực ra là khi mà xác định làm em này để bán với giá tương tác với mọi người thì những cái mức giá thực ra trên thị trường sẽ không hề có mọi người nhá. Hàng thiết kế sẽ có logo by Sichat ở phần mắc cổ. Bây giờ sẽ lên một siêu phẩm áo. Chất liệu len hàn mọi người ơi, thời tiết này bắt đầu hơi lạnh một xíu rồi. Thì mình sẽ mặc một em siêu phẩm mang tên là K4 nhá. K4 chốt 20 chiếc thôi mọi người nhá. Với những sản phẩm mà sẽ bán giá tương tác thì sẽ không đặt nặng phần lợi nhuận mọi người ạ. Sẽ không đặt nặng phần lợi nhuận. Mà em ơi, áo chỉ có màu đen thôi nhá. Ở đây thì sẽ ưu tiên cái phần tương tác của khách hàng nhiều hơn mọi người ạ. Nên là lý do mà trên cả livestream nhà Sichat những sản phẩm được bán với các mức giá rất là yêu thương mà các mức giá lại không có ở trên fanpage mọi người nhá. Nếu như mọi người đặt hàng trên fanpage mức giá vẫn như mức giá ở cửa hàng thôi.
Màu xanh có Hương Vũ ơi, nếu mà lấy K3 con mình là K3 xanh không giúp mình nhá, thì mình sẽ chốt được là K3 xanh. Mọi người ơi, siêu phẩm mang tên K4 380, nhưng ngày hôm nay ở trên livestream này với tất cả những khách hàng đã tương tác với Si Chất rồi mọi người nhá, đã tương tác rồi thì mẫu này sẽ sale là còn 199k mang tên K4 mọi người nhá. Chốt nhanh cho 15 bác thôi ạ. K4 199k. Mọi người ơi, mọi người cầm cái áo này của Si Chất mà với giá 199k các bác ngất luôn đấy ạ. Mẫu này ý, bình thường em thấy ở ngoài thị trường nó phải bán khoảng 380k. Mà hôm nay Si Chất lôi ra để sale cho mọi người với giá là 199k. Mọi người đừng bỏ lỡ mẫu này nhá. Các bác mà đang coi livestream này thì em lên mẫu này với giá là 199k sale tại livestream. Các bác đang là những người cực kỳ may mắn đấy ạ. Và đừng bỏ cái sự may mắn của mình ạ. Mọi người hãy comment theo cú pháp là K4 kèm số điện thoại cộng 3 lần chia sẻ link để chốt cái mã áo này nhá. Chốt mã áo này với giá là 199k nha mọi người. Duy nhất tại livestream ngày hôm nay nha mọi người. Nếu mà không đặt cái áo này trong livestream này thực sự là rất là phí. Bởi sao ạ? Mẫu này cực kỳ xinh và mọi người chất vải rất là dày dặn thực sự ấy ạ. Là may mua vải và may lên áo này rất là tốn tiền luôn mà. Để em đang sale cho các bác với giá là 199k. Tức là đang bán hàng không lợi nhuận đấy ạ. Và cái mẫu này thì em rất là ít khi lên bởi vì em biết là lên nó sẽ hot và sẽ nợ đơn rất là nhiều ấy. Mà là cái sản phẩm mà bán hàng không lợi nhuận. Nên là Linh lâu lâu mới lên một lần thôi. Và các bác ơi, các bác hãy tận dụng cái thời cơ của mình nhá. Nếu mà lên thấy Linh lên mẫu này thì hãy mua nhanh nhá. Bởi cũng vẫn là K4 kèm số điện thoại nha mọi người. K4 này đặc điểm của em này nó là phần thun mặt trồng có đổ bèo eo sườn mọi người nhá. Nó có điểm nhún sườn. Nên là tất cả những cái bác nào mà có vòng hai mình hơi mầm một xíu ấy, mình sẽ mặc em này. Chất liệu len hàn thời tiết thu đông, mình mặc em này với sock kết hợp với một chiếc áo khoác mang tô bên ngoài rất là quá xinh như thế thu đông rồi. K4 bán với mức giá chiên. Thực sự để mà nói là bán K4 199k là mức giá hoàn toàn không có lợi mà em rất tốn vải luôn. Khá là tốn vải, gần mét 6 cho em áo này. Vì thế là 199k là mức giá mà khách hàng đã tương tác mọi người ơi. Chỉ bán cho những khách hàng nào đã tương tác lại với Si Chất mọi người nhá. Những khách hàng nào mà không tương tác thì xin phép Si Chất không chốt đơn cho mọi người đâu ạ. Đã ủng hộ Si Chất thì hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần, tối thiểu là 3 lần mọi người nhá. Còn nếu như mọi người yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thì thực sự là cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Mọi người, đây là K4 nhá, và giá của nó được sale xuống 199k duy nhất tại cái livestream ngày hôm nay thôi ạ. Các bác ơi, các bác mua cái áo này về nữa, các bác hỏi ở đâu, ít nhất cũng phải hơn 320 từ 350 cho em. Mà giá bình thường ấy ạ, mọi store khác bán, nhất là hàng thiết kế nữa, thì sẽ là rơi vào khoảng 400-500k nhá. Bởi sao? Bởi vì vải rất là đẹp, rất là dày và rất là tốn vải luôn mọi người ơi. Cái mẫu này bán 199k ạ, không lợi nhuận luôn nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại nhá, cộng 3 lần chia sẻ nhá. Nếu mà không chia sẻ là em sẽ không chốt đơn cho mọi người đâu nha. Mạng yếu rồi. Ôi mạng yếu rồi, mất mạng rồi. Em thề luôn, đây là bị ẩn comment thật sự luôn đấy. Mọi người ơi, nếu như mọi người chưa chọn được mã hàng nào của mình ưng thì mọi người hãy vào đây chấm tương tác thôi mọi người nhá. Chỉ cần chấm tương tác là cũng ok rồi, đừng ai thả tim ạ. Đừng ai thả tim, mình chấm tương tác là cũng ok rồi mọi người ạ. Sẽ có rất nhiều những sản phẩm sẽ mà Linh sẽ lên đây mà thực sự là với các mức giá chưa từng xuất hiện mọi người ạ. K4 mọi người ơi, chuẩn bị dừng chốt K4 chắc là cũng hết hàng rồi nhá. Sao mã này còn gì cả mọi người. Mẫu đẹp không bác? Quá đẹp luôn. Hôm nay có lại váy nữa các bác, lát nữa Linh sẽ like một cái váy thu đông cho các bác. Cực xinh luôn. Mọi người, K4 chuẩn bị hết hàng rồi, Linh qua mẫu rồi. Bây giờ sẽ lên một siêu phẩm mang tên K5 nhá. K1 còn nhá mọi người. Chấm tương tác là mình nhìn ra, mình sẽ chào mọi người để mọi người biết rằng là comment của mọi người không có bị ẩn nhá. Hello chị. Hello chị baby nha.
Bác Nana ơi, em có nhìn thấy bác rồi, bác Hạnh Phan ơi, em chốt cho bác rồi nha, chốt cho bác Nguyễn An rồi ạ. À, mọi người ơi, đây là những cái comment mà đang nổi, mình có thể đọc được thì mình sẽ đọc nhá. Còn bình thường thì vẫn như vì lượng comment rất là nhiều luôn, là rất nhiều comment sẽ không được đọc chốt đơn đâu. Đây chỉ cần mọi người được thực hiện đúng thao tác là chia sẻ cái livestream này 3 lần và sau đó thì quay về đây comment để đúng cú pháp là bán hàng kèm số điện thoại là mọi người được chốt đơn nhá. Mọi người chỉ cần comment một lần thôi ạ. À, chị Hồng Cúc ơi, vui lòng để lại cho em theo cú pháp là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại chị nhá. Mọi người phải chấm tương tác đi ạ. Bác Phạm Hồng Tuyết, bác Quỳnh Lê, là bác Trương Phượng này. Đó. Nhìn nhanh thế. Gái xinh là phải nhìn liền luôn. Có thấy bác Hương lại. Bác Hương cái này vui vẻ quá. Em cài đó thật tay nhá. Mọi người ơi, K5 siêu phẩm mang tên K5 320. Ngày hôm nay trên livestream này em này sẽ chốt 15 em với giá là 220.000 mọi người nhá. Em này thì dưới 70 cân mặc cũng xinh và như Linh đang mặc ở đây là 47 kg mặc vẫn xinh nhá. 220.000 mã K5 ạ. 220 nha mọi người ơi. Sao cái máy của bác xem nó bị dài dài đấy? Ừ. Máy xịn. Mấy lượt. Đây nha mọi người ơi, đây nhá, đây là K5 nhá. Giá bán trên livestream là 220. 220 mọi người, giá yên niêm yết tại cửa hàng là 320 mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá. Cực kỳ xinh luôn mọi người, mẫu này kiểu cá tính dã man luôn ấy. Ôi dồi ôi, thắt tay ra. Các bác chấm vậy, thắt tay ra. Không biết. Bác Hạnh Phan ơi, bác không sợ nghèo đâu, chỉ sợ là em sắp đẹp, em đẹp quá với chị Thu rồi thôi. Chứ còn em sắp nghèo với chị Thu thì quá bình thường. Là chị ơi em đẹp quá rồi ấy, thì lúc ấy mới đáng lo đúng không ạ? K5 chốt 15 người thôi mọi người nhá. Bác ơi, rất nhiều bác đang gửi thắc mắc đến online đến xin chắc là bác ơi em tốn tiền quá nhưng em đẹp quá, thế là em chẳng biết nói gì hơn cả đúng không ạ? K5 em chỉ có đen thôi mọi người nhá. K5 chỉ có đen thôi mọi người ơi, và giá sale tại livestream là còn 220 nhá. Ai không lấy mẫu này tiếc cực kỳ luôn, bởi vì hôm nay em mới thấy mẫu này xuất hiện này và nó đẹp quá. Sao giờ mọi người ơi, em bảo này, mọi người có cảm thấy mẫu nào cũng đẹp không ạ? Mọi người đây là K5 nhá. Đây là K5 này, giá bán trên livestream là 220 nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 320 và mẫu này thì em không có bán tại hệ thống offline cũng như là hệ thống Facebook. Nên là mọi người ơi, nếu mà ai thích mã này thì comment luôn cho Linh với cú pháp là K5 kèm số điện thoại kèm 3 lần chia sẻ nhá, là đơn hàng của mọi người sẽ tự chốt luôn. Mọi người là tự chốt đơn cho mình đấy ạ. Mọi người chỉ cần muốn mẫu nào comment theo cú pháp mã sản phẩm kèm số điện thoại đó, tự chia sẻ 3 lần là mọi người đang tự chốt đơn cho mình. Mọi người không cần phải đợi Linh đọc chốt đơn đâu ạ. Tháo ra một xíu. Mọi người K5 này các bạn nào mà tròn tròn người một xíu ấy thì đừng bỏ lỡ em này nhá. Gầy như Linh thì mặc vào trông cũng rất là mập mập luôn, mà mập mập mặc vào lại sẽ gầy gầy luôn. Đây là em K5 này rất là hay. Mẫu này xinh quá. Nó là phần cổ áo lệch một ve ấy mọi người. Hai hàng quy rất là xinh luôn. Nếu như mà mọi người mặc vào mùa kia ấy, có thể kết hợp với phần áo lưới của cái set yếm ren ấy, rất là xinh luôn mọi người ạ. Nhìn ở ngoài mới đẹp, nhìn đây nó kiểu như lòa lòa ấy, không có xinh bằng ngoài. Đây nha mọi người, mã này cực xinh luôn ấy. Thắt lưng có bán mọi người, đây da của nhà Linh có bán nhá. Đây da nhà em bán với giá là 150.000. 150, sorry. Cái mồm. Ai lấy đai da comment cho Linh là đai da kèm số điện thoại nha mọi người. Chị Quỳnh Anh Trần có thấy chị nhá. Em có thấy tất cả mọi người luôn. Em có thấy tất cả mọi người luôn. Những ai đã chia sẻ với em thấy hết. Ô sao em cứ đứng gần là nó bị loá. Tại cái tay của bác này. À sao bác không rộng qua nữa. Cả set à? Không bác ơi, áo thôi ạ. À, áo thôi nha. Ơ mặc vào chân váy cũng xinh ạ. À? Áo của bạn đằng sau rất là dài nhá, trùm bông nha mọi người. Đằng mọi người ơi, áo này mặc với lại dáng như chân váy bút chì cũng xinh đúng không? Bây giờ thì Linh chuẩn bị xong qua một siêu phẩm mang tên K6. Mình chuẩn bị sẵn cú pháp K6 đi ạ. Áo lưới hiện tại thì mình không có sẵn ở đây rồi mọi người ơi. Những hàng ở trên livestream thường là nếu như không lên concept sẵn ấy thì sẽ không có hàng ạ. Áo này đang sale còn 220 mọi người nhá. Chất liệu lụa cực kỳ mướt luôn mọi người. Áo này thực sự nhận về thì miễn chê luôn. Quá đẹp luôn ạ. Sàm sỡ. Xin lỗi em
giảm sơ linh một xíu vì chân vải mướt quá mọi người ơi. K5 mọi người nhá. Mặc cái quần bò mọi người ơi, đồ đen ấy, mặc với jean đen, mặc với jean đen. Siêu chất luôn các bạn ơi, nhớ là phải đi giày đen nhá. Đừng có đi giày trắng là lệch tông đấy ạ. Nếu mọi người phải đi giày đen nhá, đi giày bốt đi, đôi đốc nào mà kiểu mũi nhọn càng tốt. Siêu đẹp luôn chất. Ok, tổ sao nhạc nó cứ bùm 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 ấy. Ok, bác Ly Phan nhá. Tất cả những khách quen nhắn tin nhá thì các bác luôn ủng hộ vượt quá số lần đã chia sẻ mọi người ạ. Nhưng mà có rất nhiều những khách, các bác khách lạ, các bác lần đầu tiên mua hoặc là lần đầu tiên xem cái like ấy, mọi người mải xem quá mà quên chia sẻ. Vì đấy là em luôn nhắc mọi người là các bác đừng quên là các bác hãy chia sẻ, rồi các bác hãy vào đây comment mã hàng và số điện thoại để được chốt đơn nhá. Ok, Linh sẽ qua mẫu nhá mọi người. Các bốn còn. Mà các bốn là mẫu nào ra? Các bốn áo thun mặt trồng. Các bốn còn ạ. Hết rồi. Mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu ca năn là một mẫu váy em phải đi em. Váy sơ mi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, những ai chưa chia sẻ thì hãy comment sẵn cú phát là K5, bởi vì K5 khi mà Linh ra chắc chắn là mọi người sẽ chốt đơn. K5 này em xin lỗi mọi người là hàng vừa mới về nhá. Nên là các bác nào đã đặt ở live trước rồi thì mọi người chỉ khó chờ hàng nhá. À bác Hương Elite, bác chắc là bác quên chưa trả lời câu hỏi rồi. Các bác ơi, để mọi người tham gia vào cái nhóm khách hàng thân thiết, khách hàng VIP của SeaChat ấy thì những cái thông tin về sản phẩm mới ấy sẽ được đăng lên đấy lần đầu tiên luôn ấy, thì mọi người nhớ là hãy trả lời câu hỏi của SeaChat trong đấy nhá. Thì mọi người muốn được vào trong nhóm thì mọi người phải trả lời câu hỏi thì sẽ được vào đó. Trang Nguyễn ơi, nếu chia sẻ là được chốt đơn rồi bạn nhá. Bốt 5 phân. Bác Sô Nguyễn Thị ơi, bác vui lòng inbox cho em nhá. Mọi người ơi, tiếp theo là mẫu K6 nhá. Đây là K6 nha mọi người. Sơ mi phiên bản limited. Đây là K6 nha mọi người, giá là bao nhiêu bác nhỉ? 299. Giá của em sơ mi là 299k nha mọi người ơi. Cái mẫu này thì chỉ có nhà em bán thôi, em đảm bảo với các bác là chỉ duy nhất nhà SeaChat bán mẫu này ạ. Mẫu vải này luôn, không ai có cả. Đây là các bác nếu mà thích mã này comment cho Linh là bác ơi. Nó chưa ấy. Chưa các. Mọi người ai thích mã này của Linh nhá, comment là K6 kèm điện thoại. Lát nữa Linh chưa mặc áo xong, Linh mà mặc xong nhá, sâu dáng cho mọi người thì mọi người ngất luôn. Chưa sâu dáng, bác đã comment rồi. Mọi người chia sẻ 3 lần ở đâu cũng được ha. Đây là K6 nhá, giá của nó sale từ 450 xuống còn 299k tại livestream này nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nhá. Ủa em còn chưa mặc xong mà mọi người bình tĩnh thôi, hết sức bình tĩnh. Đây nhá mọi người ơi, đây nhá. Đây là khi mà mọi người mặc cái form sơ mi suông đây này, rất là xinh này. À có túi nhá mọi người ơi. Đây là form váy sơ mi nhá, đây là khi mà mọi người mặc form váy suông nhá. Và mọi người muốn điều ơn một chút ạ. Nếu mà chúng ta đi đâu thì cần những cái kiểu lý gì lịch sự ấy, chúng ta có thể mặc như này. Còn mọi người đi đâu ấy mà cần điều đạt sexy một chút thì mọi người phải làm gì ạ? Bởi vì cái cổ áo nó thiết kế rất sâu ấy, và sâu nên nó không hề hở, nên mọi người có thể kéo lệch vai, kéo ra lệch vai nha mọi người. Thiết kế rất là sâu để mọi người kéo ra lệch vai ạ. Mọi người ơi, thắt kèm một cái đai da của nhà SeaChat cho Linh nhá. Ai thích mã này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. 450 sale còn 299k tại livestream nhá. Đây nha mọi người ơi, đi đâu nhá, cần điệu điệu một chút này. Chúng ta hãy mặc như thế này, rất là xinh luôn. Ai lấy mã này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Mọi người vẫn quên chia sẻ cho em rồi nhá. Mọi người hãy nhớ là mỗi lượt comment của mọi người đây ạ, là mọi người tự chốt hàng cho mọi người nhá. Mọi người phải chia sẻ 3 lần ạ. Hệ thống báo khách hàng đã đủ lượt tương tác thì mọi người mới được chốt hàng với giá tương tác nhá.
Còn nếu không ý ạ, là C-Shop sẽ gửi hàng cho các bác với giá thường. Lúc đó đừng hỏi tại sao mà thông báo trên livestream một giá mà giá C-Shop chỉ là một giá. Bởi sao? Một livestream em luôn thông báo cho các bác hai giá sản phẩm ạ. Một giá là nguyên giá, còn một giá là cho những khách hàng đã tương tác ở trên livestream ạ. Nên là mọi người muốn mua với giá tương tác thì mọi người phải tương tác lại với C-Shop nhé, bằng những lần chia sẻ nhé mọi người. Mua một sản phẩm chia sẻ 3 lần, mua 2 sản phẩm chia sẻ 6 lần, mua 3 sản phẩm chia sẻ 9 lần nha mọi người. Bác Thảo Võ ơi, bác inbox cho em kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhé. Có thể là những cái mẫu mà bác nhận được trước ấy ạ, là những mẫu còn hàng, còn những cái mẫu mà sau ấy thì có thể là đang đợi hàng ấy ạ. Bởi vì nhà em đang bị thành bốc mọi người ơi, đang làm một con nợ khắp tất cả các tỉnh thành. 70 ký không vừa bác ơi, 68 ký vừa cho em mẫu này thôi. Vải gì vậy ạ? Vải lụa Hàn mọi người, chất siêu đẹp nhá. Chất nó đẹp lắm ấy. Mà cổ nên mọi người lưu ý này, hãy mua những cái sơ mi mà cổ nó phải cứng cáp như này. Đừng mua những cái sơ mi mà cổ nó lỏng lẻo. Bực mình, bực bội. Váy này là sale từ 450 còn 299k tại livestream đâu mọi người. Ai lấy mã này comment cho link là K6 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, sale tại livestream còn 299 nhá. Ai lấy mã này comment cho link K6 kèm số điện thoại nha mọi người. Yo. Mọi người áo ra dần hết ạ. 1m65 vừa thoải mái, lên cao hơn 1m60 đấy mọi người. Những cái em K6 này hứa một điều là mọi người nhận hàng sẽ hoàn toàn hài lòng về form dáng cũng như chất liệu mọi người. Chất liệu lụa nhưng mà nó rất là mềm mọi người ạ. Mềm nhưng vẫn có độ cứng vừa phải để tạo lên form váy. Nhưng mà có độ mềm mướt để tạo cảm giác thoải mái khi mình mặc. Đây là mọi người ơi, sâu chất liệu. Thực ra những cái chất liệu thực sự là trên livestream nó sẽ không lột tả được cái chất liệu của em này đâu ạ. Quá xinh luôn mọi người ạ. K6 mọi người nhá. Nhưng ai đã nhận rồi thì hãy cho C-Shop xin 1 đến 2 feedback của mọi người được không ạ? Nhưng ai đã nhận em K6 này rồi mọi người ơi. Áo khoác vặt da hiện tại đang không có hàng để like bác Hoàng Hà ơi. Mẫu đấy thực sự là quá cháy hàng rồi ạ. Một livestream chốt gần 200 cái áo khoác. Ôi. Mẫu này thì chị em công sở mặc đi làm vẫn auto là chất mà vẫn có độ kín đáo đúng chừng mực mọi người ơi. K6 nha mọi người. Bác Hương Vũ ơi, có màu xanh rêu nhá, nhà em không có hàng này. 150 số con 299 nhá. Ai lấy mã này comment cho link là K6 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. 1m7 không ngắn bác ơi, lên cao hơn 1m60 đấy. Dài gần đến đầu gối. Nếu mà bác 1m7 thì bác mặc vẫn thành một cái áo sơ mi trùm bông bình thường. 299k cho em K6 này ạ. Nhưng mà chỉ chốt cho bác các khách hàng nào đã chia sẻ thôi mọi người lưu ý nhá. Chỉ chốt cho những khách hàng nào đã chia sẻ và đã tương tác lại với C-Chat thôi ạ. 55kg vừa thoải mái bác ơi. 67-68kg vẫn vừa cho Linh ạ. Hương Vũ ơi, có màu xanh rêu nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nhá. K6 450 để sale tại livestream còn 299 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment theo cú pháp K6 kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần là mọi người đã tự chốt đơn cho mọi người rồi ạ. Không kèm đai da nhá, cái đai da của nhà Linh là 150k và không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào ạ. Ok, mọi người ơi, xong bữa này thì Linh sẽ lên một mã cho các bác béo nhá, các bác béo của Linh nhá, bác Thuân. Mọi người ơi, cái bộ xanh rêu hiện tại thì chỉ có 1-2 chiếc thôi nên mọi người vui lòng, nếu như mọi người lấy thì mọi người inbox vào fanpage để các bạn nhân viên tư vấn các bạn sẽ gửi hình ảnh cho mọi người qua fanpage nhá. Màu xanh rêu. Mọi người ơi, mọi người có thể comment trong lúc mà mình chờ Linh qua mẫu thì mọi người có thể comment các cái màu mà mọi người yêu thích được không ạ? Thì mình sẽ căn cứ ở trên đây, mình sẽ lên các cái mẫu theo cái sở thích của mọi người á. Chị Lê Tân ơi, comment cho em là đai da kèm số điện thoại chị nhá. Trong lúc mọi người chờ liên quan mẫu, mọi người vui lòng chấm tương tác giúp em nhá. Mọi người ơi, em sẽ lên tạm mẫu này nhá. Sơ mi đầu lâu này sẽ là mã K7 nhá. Mọi người chờ link một xíu. Sơ mi đầu lâu K7 199k. Em sơ mi đầu lâu này sẽ có 2 size SM K7 199k. Và em sẽ chỉ chốt cho 20 bác thôi nhá.
K7 mọi người ơi. K7 199k chất liệu lụa Hàn nhá. Rất là mướt luôn mọi người ạ. K7 ạ. 199k cho em K7 này nhá. Mọi người chờ link một xíu ạ. Lệch vai sỏ ngón. Xin chào bác Hoài Nguyễn nhá, xin chào bác An Nhiên, xin chào bác Thanh Vũ nhá. Mọi người ơi, giày thì mọi người chịu khó chờ nhá. K7 199k. Có nhìn thấy bác Thanh Vũ mà. K7 là em sơ mi đầu lâu rất là hot hit mọi người ơi. 199k, 380, sale trên livestream ngày hôm nay còn 199k, K7. Có hai size SM nhá. K7 rất là xinh luôn mọi người ạ. À. Em này quá hot rồi. Cứ ngừng livestream rồi các bác lại hỏi lại em để giơ lại xong. Ơi mà em đang lên mẫu gì nhỉ? Ơi. Em đang định lên mẫu gì ạ? Trang Trang ơi, inbox lại cho shop nhá. K7. Bác Trang Linh ơi, như em gửi hôm nay các bạn lên đơn của bác rồi sao ấy. 199k mọi người nhá. Mọi người ơi, nhớ là mọi người đừng quên chia sẻ cái livestream này mọi người nhá. Bên em chỉ chốt đơn cho bác nào đã chia sẻ livestream thôi ạ. Màu trắng, hồng nút, hồng baby. K7 có hai size SM dưới 68kg ạ. Đúng rồi mọi người ơi, chốt hàng xong thì ngày mai sẽ có một hệ thống nhân viên chăm sóc của bên CZ điện thoại lại cho mọi người để chốt đơn hàng, chốt size số cho mọi người nhá. Đây là mẫu K7 mọi người nhá. K7 199k. Mộc Ly Tâm ơi có gửi rồi nhá. Đúng rồi ạ, cái này mẫu đã like rồi, hôm nay mình chỉ kịp dơ. Linh đang bận một xíu ạ. 199k mẫu K7 mọi người nhá. Một xíu nữa thì Linh sẽ lên mẫu này ạ. Còn bây giờ Linh sẽ lên một set hot hit nhá. K8 nhá. Đây nha mọi người, Linh sẽ lên một set hot hit này. Đây là set nha mọi người. Đúng rồi, comment là auto chốt nhưng mà nếu là phải kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá, là hệ thống sẽ báo lại là khách hàng đã đủ lượt tương tác và đã được chốt hàng nha mọi người ơi. Đây nha mọi người, Linh sẽ lên một set siêu phẩm cho các bác. Mọi người đợi chút để Linh mặc xong đã. Mà khi mà Linh mặc đi thì mọi người cũng biết về cái cách mặc luôn, bởi vì kiểu đôi khi là cái đồ của nhà xích chất ấy là nó cũng mặc cũng khá là lằng nhằng, nên là mọi người hãy đợi Linh nhá. Bác Thu ơi, bác phải cài khuy cho em rồi. Chết rồi, Bin yêu, cấp cứu. Ai thằng phòng đâu? Ca năm của Linh là mẫu nào nhỉ? Có không, cái này có size SM. Có hai size SM đấy mọi người, 70kg vẫn vừa mẫu này cho Linh nhá. Ok Hương Vũ nhá. Đây nha mọi người có thể mặc riêng sơ mi trắng cũng được ạ. À. Hoặc là đây mọi người sẽ phối được cái set này cho em. Đây là mẫu K8 mọi người nhá. Này hai cái dây này. Đây là mới có. Đúng rồi, các bạn phải xuất nhiều lâu nhá. Có lâu rồi bác ơi. Bác phải bắt được của bác Thu đấy. Bác Thu chứ. Bác Thu ơi, cái điều khiển loa đâu ạ? À? Bác không biết. À, nhưng mà bác ở đây từ nãy mà. Nhưng mà nó liên quan đến công nghệ nên bác không biết. Đây nha mọi người, đây nhá, đây là K8 nhá. K8 sale tại livestream với giá là 249k. 299k một set nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm điện thoại nha mọi người. Có size SM nhá. Cân nặng tối đa vừa size M của Linh là 70kg lận cơ, nên là các bác tin bố của Linh đâu rồi ạ. Và bon chen cho Linh mẫu này nhá, cực kỳ xinh luôn. Đây sơ mi beo giá là 220 mọi người ơi. Đây là K8 nha mọi người. Đây là sau khi mà mặc xong này. Quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, mặc xong cái là đơn nổ tung lung luôn. Muốn nổ tất cả ra rồi.
Mã này sẵn trong tủ mình rồi. Cảm ơn bác nha. Mọi người ơi, đây là K8 nhá. Đã ai lấy cái set này về cho feedback lại cho Linh với ạ. Set này quá hot của nhà Sĩ Chát hơn rồi. Ai lấy set này rồi feedback cho Linh nào, để cho các bác chưa mua có động lực để mua nào. Rất đẹp. Em cảm ơn bác Huệ Nguyễn nha. Các Samita Sammy Bell bao nhiêu cần? Sammy Bell của Linh có size SML lên là 6768 ký vẫn vừa. Hello tất cả mọi người, đây là K8 nhá. Và giá bán sale trên livestream là còn 299. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Có hai size SM nhá mọi người. Linh đang mặc size S nhá, và size M của Linh 70kg vẫn vừa luôn nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại K7 đây mọi người. K7 là sơ mi đồ lâu. K7 đây này. Sale 199k tại livestream nhá. Ai lấy mã sơ mi đồ lâu này comment cho Linh là K7 kèm số điện thoại. Xong sau đó đi chia sẻ 3 lần cho Linh là các bác đã tự chốt đơn hàng của các bác nhá. Các bác không cần phải hỏi Linh là đơn hàng các bác đã được chốt chưa ạ? Bởi vì Linh đang livestream như thế này nên là khi mà các bác ấy ạ, Linh không biết là những ai đã chia sẻ những ai chưa nên là Linh sẽ không đọc chốt đơn của mọi người nhá. Nhưng mà những bác chưa chia sẻ là sẽ không được chốt đơn đâu ạ. Thế thì các bác đừng inbox cho Linh bảo là kiểm tra đơn hàng hộ bác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác chưa lên đơn hàng nên là em không thể kiểm tra được ạ. Giày của Linh mang là giày của Linh mọi người ơi. Váy của Linh đang mặc là K8 nhá. Sơ mi đầu lâu là K7, váy của Linh là 299k nguyên một set nha mọi người. Gồm áo trong và áo ngoài nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Đây mọi người ơi, mọi người chán mặc cái kiểu này rồi ấy. Chán mặc kiểu này rồi thì mọi người có thể bỏ cái này ra. Bỏ ra. Cái này ra vào đây ý ạ? Đây. Mọi người ơi, chán mặc cái kiểu này rồi đúng không? Mọi người bỏ cái áo ngoài ra cho Linh. Bỏ cái áo ngoài ra Linh rồi. Chất sơ mi trắng rồi. Của nhà Linh nó phải gọi là siêu đẹp luôn ý mọi người ạ. Không có cái mã sơ mi nào đẹp như này luôn. Tự tin khoe cả tính là chất rất là đẹp. Chết rồi. Sao lần này không may cái cổ rộng. Sao lại chỉ trói hết được. Sao em chưa kéo hết các bác ạ. Đây nha mọi người ơi. Đây nhá. Đây này. Mọi người kéo lệch vai ra nhá. Xong rồi thắt vai ra ở Linh nó xong cái form hoàn toàn khác luôn mọi người ạ. Không liên quan thì cái áo lúc đầu luôn. Và đây là K8 nha mọi người. Đây là K8 nhá. Linh cao 1m60 mọi người ơi. Đây nhá. Một set 2 chi tiết như này với giá là 299k mọi người ạ. Tội gì mình không chia sẻ với nhau 3 lần để mình được mua giá như xưa đúng không ạ. Đây là 299k nha mọi người. Đây là K8 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Một set 2 chi tiết gồm áo sơ mi ở trong và áo ngoài nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment là K8 kèm số điện thoại nha. Đây là K8 nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Kéo trễ vai ra nhá. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. K8 không bán rồi bác ơi. Tí thì lộ. Mua váy tặng Yếm, mua Yếm tặng váy. Ờ vâng, đúng rồi, mua váy tặng Yếm, mua Yếm tặng váy ạ. 299k. 65kg quá vừa luôn bác ơi, 62kg quá vừa luôn bác ơi. Rồi ôi, sao lại phải hỏi Linh những câu như thế nhỉ. 70kg vẫn vừa cho em mã này nhá. Đây là K8 nha mọi người, đây là K8 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại. K8 là giá 450. Sale tại livestream còn 299 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment nhanh thôi là hết hàng nhá. Muốn mua quá thì mua thôi bác ơi. Đúng rồi, bác ơi phải chia sẻ 3 lần cho Linh thì mới được chốt đơn nhá. Đấy là các bác tự chốt đơn cho mình đấy ạ. Đây, mặc lại cái kiểu thứ nhất này. Đấy, một set 2 chi tiết mà các bác. Quá là xuất sắc luôn đúng không ạ? Ngoài phối với nhau ra thì nó còn phối được với rất là nhiều thứ khác nữa. Ôi, sao anh trẻ có thể thích ăn kẹo nhỉ? Ôi. Bác thôi bác kéo hộ em rồi. Đến tận nơi không được giảm giá bác ơi. Đến tận nơi mua nguyên giá nhá. Hàng không có treo bán này. Hàng không treo bán mọi người ơi. Và đến tận quán ấy là mọi người có quyền lợi là mọi người được là mọi người sẽ được là thử rất là nhiều món đồ. Nên là mọi người phải mua nguyên giá nhá. Alo, cái gì đấy? Đang đi làm ừ. Mét 67 mà không ngắn đâu. Ấy đi hôm nay về sớm à. Mét 67 mà không ngắn đâu. Bạn ơi, cả set này là K8 299k nhá.
cả set này là K8 với giá là 299k. Thôi ấy đi. Set đang mọc K8 là 299k. Ôi giời ơi, nhảy lồng. Đây là K8 nha mọi người, 299k một set nha mọi người ơi. Kimono đang hết hàng mọi người ơi. Kimono đang lợi chồng chất, mẫu nào cũng lợi luôn. À bác Dương, bây giờ nhá, em sẽ mở một xưởng quần áo ra, xong rồi em sẽ cho bác lựa hàng, nhưng mà em sẽ lấy lãi 1.000 một bộ. Bác thấy được không ạ? Xong rồi khi nào mà kiểu bác có mẫu ấy, bác lại giả về cho em. Đấy là tính lãi 1.000 một bộ. Ok, bác Trang Trang ơi, bác comment cho em theo cú pháp kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Mẫu khác dành cho người béo, mẫu này dành cho người béo đây bác. Mẫu này 70kg này, 70kg vẫn vừa này, cực kỳ xinh luôn nhá. Trời, các bác cứ thả tim sướng quá. Phải yêu mới thả tim các bác nhỉ. Đây nha mọi người, link thắt đây ra ở ngoài nhá. Cái này cho ra đằng sau. Một mét năm hai là đến đầu gối bác ơi. Có thể là chưa đến, nó trên đầu gối. Mẫu này rất là đẹp cả nhà. Em cảm ơn các bác nha, rất là xinh luôn. Linh là 1m60 mọi người ơi. Có hôm nay rất là nhiều mẫu đi tiệc bác ơi. Từ đầu đến giờ là Linh lên hầu như toàn mẫu đi tiệc mà. Đây là K8 nè mọi người. 30 giây cuối cùng để mọi người chốt nốt mẫu này nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này. Mọi người ơi, Linh không thể làm được cho cái môi trường ấy nữa mọi người ạ. Tại sao tôi đứng lên like mà mỗi vợ chồng một gói kẹo. Mỗi vợ chồng một gói kẹo ngồi nhai. Kiểu biết là Linh like, Linh nói không ăn được mà. Đây này, chồng ngồi bên này, mọi người bên kia. Nhai kìa. Nhai còn phải, nhất định là phải há mồm ra thật to. Ôi tôi muốn chết. Tôi làm đây bị áp bức nhiều quá. K8 nha mọi người, đây là K8 nhá. Giá sale 299 tại livestream này. Đến mức 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi. Bác Lương Duyên comment gì đấy ạ? 10 giây cuối cùng để chốt mẫu này nha mọi người. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Linh có mẫu nha mọi người. Mẫu đi ăn hỏi thì cái mẫu mà K1 mà Linh lên ý, mọi người có nhớ không ạ? Mọi người, Linh sẽ lên mã đầu lâu nhá. Linh sẽ lên mã đầu lâu này, sale 199k tại livestream này. Ấy, bác ơi, em sẽ đi học. Em sẽ đi học một trò thuật bác ạ. Đây nhá, kiểu cầm áo này rũ văn vào cái người luôn rồi. Nhưng mà cái đấy thì phải học sau, bây giờ phải đi thay quần áo đó. Đầu lâu là dáng dài rồi bác Rosy ơi. Mẫu này dáng dài giấu quần sóc ấy. Thì Linh mặc ra bây giờ mọi người xem nhá. K7 mọi người nhá. Mẫu Linh mặc đầu lâu. Có mã là K7 380 sale còn 199.000 ạ. Thực ra thì với những cái mẫu, những cái dáng áo mà 199, thực sự mọi người ơi, chia sẻ luôn mọi người là nó không bằng cái tiền công của mọi người đi may ở bên ngoài luôn. Nên là các bác ơi, với những cái mức sản phẩm giá yêu thương này thì đừng tiếc nhau vài phím chia sẻ mọi người nhá. K1 em đang hết hàng rồi, bông bông ơi. Ok, bác Lương Duyên nhá. Chị Nguyên Hương ơi, nhà em hiện tại đã có thêm những sản phẩm màu rồi chị nhá. Có thêm những sản phẩm màu theo trend mọi người ạ. Mọi người ơi, anh kiểu đi cắt môi ấy. Cắt. Sao hôm nay nhổ gọi ngày gì vậy? Alo, đây. Đây là mẫu K7 nhá. Em đang like, đợi em một tí nhá. 2 phút. Đây nè mọi người, đây là K7 nhá. Và giá của nó sale tại livestream là còn 199k nhá.
Ai lấy mã này comment là K7 kèm điện thoại nha mọi người ơi. Bắt đầu lên dáng mọi người, mọi người có thể sắm tay lên được. Sắm tay kiểu, à, kiểu đi đánh nhau ấy. Các bác. Đấy, kiểu thế nhìn rất là đầu gấu luôn. Đây là K7 nha mọi người, sale từ 308 xuống còn 199k tại livestream ngày hôm nay nhá. Ai lấy thì comment cho lên K7 kèm điện thoại. Ôi sạc xịn quá. Mọi người ơi, Linh sẽ lên món này là món cuối cùng nha mọi người. Món này là món cuối cùng thôi. Linh sẽ nhổ nhau sớm. Mọi người đây là K7 nhá, 70kg á. Đây có size SML đúng không bác? Nhưng mà 70kg vẫn không vừa. 68kg vừa thôi ạ. Ok bác Thơ Đặng ơi, đây là mã K7 mọi người ơi, K7 sale tại livestream còn 199k nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k mọi người ạ, sale gần nửa giá luôn. Nên là mọi người ơi, nếu mà ai ưng món này thì comment luôn cho Linh K7 kèm điện thoại nhá. Đấy, bác thấy không ạ? Đã. Mọi người ơi, nếu mà ai đồng ý vote bác Tô, à, bác Thu mua, à, bán cái đôi giày mà Linh đang đi ấy, thì mọi người hãy nhớ vote nhá. Mọi người ơi, comment của mọi người bị ẩn rồi mọi người ơi. K7 là 199 ạ. Linh đang mặc ra cái dáng để mọi người kiểu đi tiệc đi chơi ấy. Sơ mi nào cũng có thể mặc được sang dáng như này. Chỉ là mọi người có thích hay không thôi. Đây nha mọi người kéo trên vai ra nhá, xong rồi thắt đây ra rồi. Rất là xinh luôn mọi người ơi, và kiểu còn đáng yêu đấy. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K7 kèm điện thoại nhá. Này kéo xuống. Đấy, rất là xinh luôn. Quan trọng là mọi người có thích mặc hay không thôi. Ai lấy K7 comment cho Linh K7 kèm điện thoại nhá. Linh là luôn luôn mặc CS nha mọi người. Linh là luôn luôn mặc CS luôn, auto mặc CS. Bởi vì người Linh rất là nhỏ con, bé xíu. Ai lấy mã này comment cho Linh và cú phát là K7 kèm điện thoại nha mọi người ơi. Mọi người có thể mặc sang cái mẫu chế vai đấy hoặc là mặc cái khuy vào bình thường cũng thật đây ra vào nha mọi người. Nam mặc được mọi người ơi, đây là mẫu sơ mi unisex ấy. Đây là cả nam cả nữ đều có thể mặc được. Mọi người có thể về mua về mặc couple ấy, rất là xinh luôn, hoặc là mua về mặc theo team nếu ok nhá. Đây rất là xinh luôn này. Đai da của Linh là 150 nhá. Ai lấy đai da comment cho Linh là đai da kèm sữa đoạn. Mọi người ơi, và bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm cuối cùng nhá, mang tên là K9 nhá. K9 là một em váy khóa gấu, rất nhiều người yêu cầu vần tay vô ăn đây. K9 nóng như cái lò. Một cặp là 400. 498.000 ạ. Ờ đâu, 199 thì là 200, là 400, em tính nhầm à? Một cặp của nó là 398.000 mọi người nhá. 398, em nói nhầm. Mọi người là Linh đang mang lên một siêu phẩm cuối cùng ở trên livestream ngày hôm nay, mang tên là K9 nhá. K9 ạ, K9 em chưa phát giá đâu mọi người ơi. Mọi người giữ nguyên tương tác cho em nhá, em sẽ bán theo mẫu này theo giá tương tác của mọi người nhá. Mẫu này là tặng kèm đai mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy tương tác để chốt mẫu này nhá. Mọi người chấm tương tác để chuẩn bị chốt K9 nhá. K9 là một siêu phẩm, đó là váy tay vân khóa gấu. Rất nhiều lần các bác yêu cầu mà em chưa có lên nhưng hôm nay sẽ lên ạ. Đúng rồi, hôm nay nghỉ sớm. Mẫu này thì 75kg 75kg và cao 1m6 thì vẫn vừa. Ô, K9 bác Thanh Vũ đã chốt rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ là K9 này bán theo giá yêu thương, thì những ai chưa tương tác chạy còn chạy ra ngoài chia sẻ livestream này đi mọi người nhá. Hãy chia sẻ cả livestream. Sơ mi đầu lâu là K7 ạ. Đai da là 150.000 bác Hoàng Yến ơi. Mẫu này có đủ size SML mọi người nhá, dưới 70kg ạ.
cần biết tại shop bán bao nhiêu, mà hãy để ý là giá trên live ngày hôm nay là bao nhiêu tiền đúng không ạ? K9 ngày hôm nay em sale còn cả nốt cái quy đã 340.000 mọi người nhá. 340.000. Phần tay van khóa gấu 340.000 nhá. Hả? Sao đó bác? Ủa sai sờ mờ lờ. À! Ôi! Gì đấy? Em kêu khóa vào chân rồi. Còn ai ạ? Tốt cho mình tại sao lại bị những cái việc thế nhỉ? K9 chỉ chốt cho ai đã chia sẻ livestream mọi người nhá. Ai không chia sẻ em xin phép là không chốt hàng ạ. Giày. Mọi người ơi, giày thì mọi người có thể tham khảo trong album giày của shop nhá. Hoặc là giày phải like một buổi riêng mọi người ạ. K9 340.000 ạ. Đây là mọi người cái phần khóa ở gấu ấy, thì mọi người có thể tùy chỉnh lỗ hở ấy nhá. Hôm trước em thấy có bác mua cái váy đấy về xong rồi bảo là chồng ấy lấy kéo 52 để đánh dấu, tức là chỉ cho kéo đến đây thôi. Nếu như mặc sót ở trong thì mình kéo hết lên mới được, lấy một sexy mà. Đó đó mọi người ơi, mặc thành áo đó mọi người, khi mình tháo hết ra mọi người ạ thì rất sexy. phần tay sau phần tay phối van nha mọi người. Phần tay của nó phần một nửa gấu dưới là phối van mọi người nhá. K8 còn sale đấy, nhưng mà không biết là còn hàng không. K8 là gì vậy? K8 là xét điểm. À, bác ơi bác cứ chốt xét điểm nhá, cùng là bắt đầu hàng của bác thôi. K9 này đủ size SML mọi người nhá, 70kg vẫn vừa. Đây nha mọi người, có thể mặc thành váy nhá, hoặc là kéo xẻ nửa thôi cũng được nha mọi người, cực kỳ xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm điện thoại nhá. K9 duy nhất ngày hôm nay sale rổ giá là 340.000 nha mọi người ơi. Ai lấy thì không lấy cực kỳ tiếc luôn, khi mà mua váy thì được tặng kèm đai nha mọi người, rất là xinh luôn này. Mọi người ơi, mỗi comment mua của mọi người thì phải đi kèm cho Linh 3 lần chia sẻ nhá. Nếu mà không chia sẻ là mọi người đang không tự chốt đơn cho mình đấy ạ. Sơ mi trắng tay bồng ạ. À, cái sơ mi trắng ấy. Không, có hai cái vạt đấy. Mọi người ơi, đây là mã cuối cùng nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm số điện thoại nha mọi người. Ai chưa kéo xuống. Hơn mặc như này đi. Mọi người đây là K9 nhá. Mặc như này để mọi người biết là có thể kéo xuống hoặc kéo lên. Bác ơi, bác lấy mua gấp giấy bây giờ mà bác sao bác không mua em một cái máy bán cà phê tự động ạ? Mọi người quên chia sẻ Linh rồi đấy. Mọi người đừng quên chia sẻ rồi đó. Bác quên rồi, em phải cả bác kết hợp đi. Đây kết hợp. À không, em bị kết hợp, rất là giúp bác thu lại để cho bác lên hình ý ạ. Đừng đổ bác này. Nào. Đừng. Ôi bác ơi, thế mà kiểu lúc kiểu camera không quay đến đứng nhún nhảy ngoáy nước kiểu đung dừa ấy. Ok bác hệ vũ nha. Mọi người ơi, đầm này của Linh này tại cái livestream ngày hôm nay nó duy nhất tại buổi tối ngày hôm nay thôi, nó sẽ sale với giá là 340 nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp là K9 kèm số điện thoại nhá. Sau đó đi chia sẻ cho Linh 3 lần là mọi người đang tự chốt hàng cho mọi người đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người, bởi vì là em chốt hàng bằng hệ thống ấy, chốt hàng bằng laptop, không còn chốt hàng bằng thủ công nữa. Nên là mọi người hãy đủ lượt tương tác là đơn hàng của mọi người sẽ tự được chốt nhá. K9 340 mọi người ơi. Ok, chốt K9 cho bác Linh Nguyễn. Bác Linh Nguyễn chia sẻ 3 lần chưa ạ? Thì hệ thống sẽ tự chốt đơn của bác nhá, không phải đợi Linh đọc chốt đâu. K9 này mặc quá xinh luôn mọi người ạ. Ok nha Lương Duyên ơi. Đấy các bác thấy không ạ? Mua
mua đồ này chắc là từ đằng này ADM toàn những bản nhạc hay thôi. Về đi không? Mọi người ơi, tình hình là như này nhá. Linh đang có một thứ mà cần mọi người ủng hộ thì mới có thể hoàn thành được ạ. Đây, tình hình là như này mọi người ơi. Cái đôi giày của Linh đi, mọi người thấy nó rất là đẹp đúng không? Nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Đây, nó còn cả một đôi cao ở đây nữa này. Đấy, nó rất là đẹp và nó rất là cá tính. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nếu mà ai vote cho Bác Thu nhập đôi này về để bán nhỉ, thì mọi người hãy comment là nhập giày nhá. Nhập giày viết hoa nha mọi người. Viết hoa tất cả luôn nha mọi người ơi. Mọi người hãy vote đi ạ. Em không thể đồng ý được. Em gửi món này cho Bác Thu, bác bảo của bác không nhập. Đẹp như thế này. Mọi người ai mà vote cho Linh thì hãy comment là nhập giày kèm số điện thoại. Hello bác. Hello anh. Đây đằng sau trông như này ạ. Lắc đi lắc. Sơ mi trắng tay phồng cái mẫu đấy Linh chưa về mọi người ơi. Cái mẫu đấy chưa về đâu ạ. Cái mẫu đấy khoảng mai lai nhá. Xong rồi bác comment nhập giày đấy. Các bác không post cho Linh thì làm sao mà các bác có thể mua được mẫu này. Giày này ạ, nếu mà nhà Sichat bán ý ạ thì nó sẽ khoảng 480, còn Linh mua thì nó 650. Đây bỏ đây cho thoải mái bác ơi, thành một con váy suông nhá. Đấy em không thể đồng ý được, em cần sự trợ giúp của các bác thế mà các bác không vote cho Linh là nhập giày kèm điện thoại. Linh rất là thích đôi này ý, mà sao các bác không thích ạ? Hai bác rồi. Mọi người thích giày thì mọi người comment nhập giày đi ạ. Tại sao các bác không mua cho Linh? Mọi người cũng thích đôi giày này à? Đẹp mà. Đây, ba bác, bốn bác. Bốn bác rồi bác ơi. Mọi người ơi, đôi này của Linh là cũng độ 3-4 phân đấy. Năm bác rồi nhá. Bác Thu, bác nhập giày đi. Đầm của Linh là 340 mọi người ơi. Mã K9. Mã K9, ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm số điện thoại nhá. Bác ơi, em nghĩ là bác phải nhập giày thôi. Nhìn gần giày với ok bác ơi. Đây nhá, nhưng mà hơi bẩn. Bởi vì Linh đang đi. Với cả nó là chất nhung ý, nên là nó sẽ hơi bị lòa ánh sáng một chút. Lúc Linh cởi giày ra chuột chạy ba chân, một chân dính mũi. Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi. Linh phải dơ như nào bởi vì nó lên chân mới đẹp mọi người ơi. Ca hay hết rồi bác ơi. Có lẽ là nếu mà mọi người không chốt hàng mã 09 này nữa thì sẽ kết thúc livestream tại đây nha mọi người. Hôm nay Linh sẽ đi về sớm, có công việc dòng họ. Nên là mọi người ơi, hẹn mọi người ngày mai nha. K7 là 299. Còn K9 là 199. K7 là 199. À, K7 là 199. Còn nhập giày đi em thấy chưa? Ok chị, em sẽ tìm ạ. Đây là mọi người, còn đây là 340. Mọi người ơi, và nếu mà có lẽ là các bác không đặt mẫu ca chỉ nữa thì Linh sẽ kết thúc livestream tại đây ạ. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha mọi người. Còn sớm lắm đừng đi ngủ vội, mọi người hãy ra đường đi chơi đi ạ. Bây giờ thì em chúc các bác có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye các bác. Trần ơi, bác comment cho Linh K9 kèm số điện thoại nhá. Đây là K9 này. Giá của nó tại livestream này là 340 nha mọi người. Mọi người ơi, Linh sẽ
kết thúc livestream tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé.